quê. Không, mà công nhận kiểm tóc cái đầu của ông có gọi anh ta thánh thần ở nó hôi. Trời ơi trời, ba ngày chưa tắm đó. Sao biết? Sao không biết? Không phải giờ ngày kêu ông vô tắm đi rồi đi chơi. Thôi rồi chắc ông vô tắm đi, mời thiệt luôn á. Đi ra chơi kiếm mơ về không có ở tầm bậy tầm bạ nghe sớm nhiều không ra tao nói đó tao quýnh con mơ qua quánh giang mơ hả? Mơ chữ ghe người ta đó ông trời, tao quýnh con mơ luôn, quýnh thằng này luôn. Yeah. Không có liêm can đâu, anh tao lấy thằng này tao quýnh xuống mà mơ không có đủ cũng đáp ứng cho ổng làm sao ổng đi kiếm ai mơ á? Em không có cho ăn ở làm sao ạ? Em chưa có thấy người trong mộng em. Trời ơi, vậy trong mộng ở đây ai vậy? Thôi không có hạp đâu. À, có ông Hạp nữa. Ừ. Anh em cũng dậu luôn. Thôi em á là người mà phải nói phụ tình. Bữa rồi mới nói hả thương, rồi bữa đó có nói thằng Liêm thương thằng Liêm nữa. Bây giờ phụ trơn, bây giờ ngồi kế ông Kiểm cũng phụ tình với ông luôn. Ừ. Trời ông thầy hay ghê vậy ta. À, giờ bây muốn thằng nào nữa vậy? Cái gì? Bây giờ muốn thằng nào nữa? Muốn hiện giờ có thằng đang ca chỗ đường mà Thẩm Sinh anh nói đêm nay không? Rồi giờ ba đứa mình đi kiếm thằng đó coi. Thôi rồi rồi rồi, giờ nó ăn nhậu rồi. Ăn nhậu cao kê xe hơi rồi. Ông Kiểm biết nhà thằng đó không Kiểm? Biết đâu biết. Ba người mình đi luôn. Mà Tâm Sinh xăm mình cháu mà. Thằng kia mặc áo màu xanh, ông này màu trắng. Nhưng mà ba thằng dập được một nữa à. Thằng kia dân cũng thiếu dữ đó. Thiếu dữ đó, khôn khéo. Nhưng mà hơn ba này không? Mà muốn gì nói ông nói bám mạng à. Hả? Hơn ba này không? Khôn khéo quá à, cái nhà của ông à. Thằng kia khôn mà bất kỳ Hà Nội mà. Tài khéo lắm mà. Chém chập mặt luôn. Thôi ra dấu luôn. Mày sợ không mày? Mày sợ không? Sợ gì? Ở có mở bảo kê mà trời ơi. Anh Liêm bự con cho anh Hiền đó. Ừ. Anh Hiền Liêm. Ở đâu mà có áo trắng này đẹp quá à. Lột ra cho Liêm mày. Áo trắng Hiền không? Áo trắng tôi mỏng hơn. Thích áo trắng hay gì? Không có thích nhưng mà thấy áo trắng đẹp. Một mắt một con. Bình thường người ta. Đen đẹp không? Nico thì màu xanh. Hả? Áo đen Hiền. Ai cũng nói anh Hiền chứ á. Màu trắng á là màu tan tóc. Ừ. Màu đen á là màu giết người. Ừ. Màu vàng là hy vọng. Màu xanh là chết luôn đi. Bây giờ vàng vô tiền vô ào ào. Cái chuyện nói làm gì bỡ gì hoài bà cóc. Bỡ gì ta vũ vũ đi. Mới thấy cái tay mà làm gì. Bà này bà tới nước rồi nè. Tao mày về cho bả với ông Kiểm tò. Trái bự nó còn nhỏ chứ quay bự nhiều tao vét cho năng năng cho mình thấy cảnh luôn, nó ghiền luôn. Mẹ có bố ông trời cha mẹ. Cha mẹ em xanh hơi nhỏ quay bự nào. Ghét luôn. Thôi bự nhỏ thì có ông Kiểm biết chứ ai đâu biết khoe hoài. Có phải bự mà dài thật dài cũng làm để cho nó thèm. Con này nó. Ê bự bự thôi đừng có khoái dài. Ông Liêm mà thấy. Bự bự thôi còn đồ dài nữa. Mà nào cho ông Liêm động vòng qua chút mơ bữa chắc mơ bỏ chút một tay á. Cái sợ đấy bà luôn cái làm cái chặt luôn. Đó bị bà ông Kiểm giờ ông lấy cái em ngược chạy vậy. Ừ. Ông cho ở mà. Đi ăn gì thoải mái. Yeah. Thoải mái à. Ai đâu mà đi cho. Cho thoải mái. Không. Nói không? Trời ơi, của mình là của mình, mắc mớ gì cho người ta. Thích mơ không? Anh Liêm hỏi ông là thương mơ hay yêu không? Thương mơ kìa. Hay là chơi quên. Nó thấy chưa? Dạ. Nó sợ kiếm khác đó thôi không? Gì? Ở Thủy Chung không? Mà nó còn không Thủy Chung kìa. Mà từ đó giờ là mơ có phụ tình ổng lần nào chưa? Có. Còn sao hả? Ai? Ông này nè. Với ai? Bốn đời chồng rồi đó. Mà phụ tình ổng á, mà quen với thằng nào? Bốn đời chồng anh ruột. Một đời chồng Hàn Quốc, một đời chồng Việt Nam, một đời chồng cũng tay tầm lâm. Nhưng mà anh Kiểu anh biết chưa? Dạ, anh biết, biết không? Biết chưa? Nhưng mà thằng Liêm mà ổng chưa biết. Chưa biết, anh Việt Kiều Mỹ chưa biết. Em bốn đời chồng luôn, nhất nhì chứ tam đụng thôi sạch sẽ. Có phòng không? Hả? Có mẹ không? Ông này mới đến. Ừ. Là chuẩn bị quất răng quanh đây. Quất xe măng. Quất xe măng quanh đây. Quất xe măng bông sen. À chưa qua là mặt ra. Ồ chà. Quất cái là ở trên đó mà. Wow. Ngồi dưới lại đó. Quất chiếc gạo mình ra. Quất chiếc gạo nào ra. Tiếng Hàn. Nói lại. Tiếng Hàn hả? Nói lại. Ồ. What chứ cả mà chết rồi mình ta. What chứ cả mà cần gì ta. Ồ, what chứ cả mà không có đó. Giá chứ. Hả? Hả? Ồ, sợ. Ồ, chứ cả. Ồ, chứ là bà ta. Ồ, chứ là bà. Ồ, chứ là bà ta. Ồ, chứ. Thấy không? Đài Loan ở đây Việt Nam em Đài Loan đó. Thấy không? Anh đang nói tiếng Hàn. Ừ. Thấy không? Anh nói tiếng Hàn và em nói tiếng Đài Loan hả? Ông nói rồi, năm ba ông nói được không? Ừ. Ông nghĩ ông bự con cái ông làm gì không à? Ừ. Cái mấy em mới sợ cái tột quần trong. Mà ông mơ ở đời mày ác hay mà tội với ông trời anh em. Đã chuyện rồi Kiểm ơi. Bữa nay là có ông Kiểm ở đây. Ông mà em nói chuyện tiếng Anh thấy ngộ hả? Ồ, kỳ tài. Ồ, kỳ tài. Con kiên nó leo cùng cù.
Nam mô Mai Bố Thầy. Nam mô A Di Bố Phật. Gặp mặt nhau đây chốn này mình thề thi chung thích chung. Nam mô gia viên em cưới anh. Cứ thiệt không hả mơ? Mà ngoài đồng ruộng đốc thì bao la, lá cây thì đủ điều, anh đủ ga mà em không tiền. Đủ quẹ ga đủ quần hết trơn. Gặp mặt nhau đây chỗ này họ hẹn thủy chung sẵn son ra duyên anh cưới anh. Ra duyên em cưới anh. Kiểm hết trơn. Trời 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 ơi, thiệt vô luôn dễ hả anh Kiểm? Anh Kiểm hay lắm à. Làm ơn một bài đi, cho dù khen tiếng vẫn là hay. Cả bài biển Nha Trang thôi. Thôi để anh đúng, phải, mà phải có cái gì để mà cho anh trai đừng ép bạn. Ừ. Nó thế không? Để tự nhiên bạn ca. Thôi bữa nào vô nhà anh đi rồi ca. Ủa, bữa nào đi? Ừ. Quyết định vô đi. Anh Liêm cay lắm đó. Thôi nói đâu ca anh Liêm. Không. Anh vừa quýnh vô sĩ phải không? Đâu ca anh cùng. Bây giờ kêu nó ca đi rồi về. Dạ. Rồi bữa nào mua cái tâm đơ vô cho mơ. Bữa nào mua cho em cái hai tuần cái ấy cao kê coi. Cái gì nữa? Mua chô chứ cái gì ca đó. Mới kêu mua tâm đơ. Mới mua tâm đơ này. Giờ cái gì mi chô. Thì mua cái tâm đơ ra tâm đơ thôi mình khỏi mua ông chô. Để đó anh Tâm giải quyết. Mua cái tâm đơ đi để mà cái đầu mình được đẹp hơn. Ừ, đó đó. Để ấy thông nên. Đúng. Đúng rồi. Đúng anh. Để tâm cho đẹp. Ừ. Ok lên tóc. Không bây giờ nè, nếu mà mơ cả... Anh để đầu chui lên Kiểm chứ mơ. Người đi tới. Em nếu đi ngô đó. Mơ, nếu mà mua tông đơ á, mơ đẩy hai bên thôi trượng đường ở đây nè. Má chơi bùm ngựa. Ừ. Bảo đảm là độc quyền luôn. Hết hồn luôn. Ca cổ với em bản coi. Rồi ca bản gì tôi ca không ca theo luôn nè. Ca bản gì giờ? Mơ biết cái gì mà ca đấy. Không giúp theo. Công tử Bạc Liêu ra. Ok luôn, cái gì. Ca bản gì? Ca bản gì ông ca bản à? Lan đẹp vậy đấy. Ồ gỗ lan mà chơi cái gì. Ừ. Lan con Lan đi ông tóc dài mà ông đẹp. Ừ. Thôi chơi cái bản đó ông đã. Võ Đông Sơn Bạch Tu Hà. Đường dài bịt mù á. Ừ. Biển cương lá gơ xây mồ cho em. Đường dài mịt màu anh không đến ơi. Cơn lứa nào hơn chiến binh khóc cho dèo bao tàn. Chiến binh lừa đến rồi. Vô. Ô. Mơ vô. Thấy ông đó. Trời ơi, cái giọng đó là đang giọng nữ mà. Không đúng, e không chơi là. Cái đệm đó giọng nữ nha. Dạ. Ừ, lên đi mơ. Nói anh ca đi em. Trời ơi, bởi xa cái nó chiến trường thỏ tiền. Ta đi mình kỳ vậy. Rồi sao nữa? Nên võ Đông Sơn đành chia tay vĩnh viễn mạnh thu. Anh có chia tay không anh? À, anh đâu yêu không ta ca thì không thưởng thức mà. Rồi sao rồi sao vô bạn tình chung ơi mòn mỏi đợi chờ hãy gọi tên ta trong những chiều đau khổ hòa nhắc gần ba tiếng Bạch Thu Hà ơi. Ơi tim ta ngừng đập như máu chảy từng hòa như hát cả trong âu thôi kiếp này mình công nợ công viên xin hẹn kiếp sau cho bờ duyên tơ tóc tại ông quá trời hay luôn mà đang nghe nhức nhối muốn chết tự nhiên cứ tới ông kêu tôi ca đâu ca. Ừ nè tôi với ông Kiểm cự không phải làm khúc nữa đi khúc gì nữa làm khúc tiếp theo đâu luôn đi thánh thần ở một hôm hám đổ chân. Ừ làm luôn đi gọi hồi tắm mày múc một cái máy cạo đầu phải không. Ừ hứa rồi đòi đưa cáo cạo đầu không anh cạo đầu đợi sống anh em thôi mình làm một bài nữa đi một bản nữa đi rồi bắt đầu tới ông Kiểm còn nếu ông không Kiểm không ca nữa à, ông ca kể ông đừng ép. Ừ ép dầu ép mỡ ai nở ép vô duyên ai nở ép ca. Ừ tôi chơi bình thường. Ừ để tối nay em ép ổng sao. Ừ tối nay tù quần ổng hiếp dâm. Ghê vậy. Tại sao ông không ca giờ hả hiếp dâm ổng luôn. Anh ơi, tại làm sao chờ đến hai ta phải cùng tình yêu léo chết. Chứ kể từ đây giấc mơ buồn bã được. Anh đi đường, em đi nghe như nước mắt tuôn trào.
tình là yêu nhau như con tim tan vỡ cũng đàn. Nếu em bỏ anh thì đời anh sẽ chết, còn nói lại anh rồi em cũng chết hơn anh. Trời ơi cao xanh bài chi đây, cho tình buồn rồi buồn đủ ra vui. Nghe như cuộc sống đau buồn, nói sao cho biết tâm hồn đời mình cô đơn đã khổ nhiều rồi. Rồi. Để tâm quái quá trời đó. Ừ. Hay mà không lên giọng bản tôi. Ừ. Mày mày nghe mà mày không có ừ, không có cổ động bằng vỗ tay chứ. Mày lấy cái thùng cao kê đi, ta hát cho nghe. Hát cái làng mình sớm này nghe, tưởng ca sĩ chạy lại mà cuối cùng phải chậu trước. Dạ. Quý đâu à. Ca gì mà không hay chứ. Anh kiểm ca bản nổi không? Trời bài đến kiểm. Anh em bài đến kiểm. Bằng Mỹ thiệt á. Ca không nổi rồi đó. Nó phục vụ phánh phương xa coi. Ca đó. Hát đi kiếm. Ừ. Ông là chơi. Không mấy mờ có thuộc cái bài gì mà nhạc chế không? Nhạc chế hả? Ừ. Nhạc chế là chơi chắc sao? Giọng này là phải nhạc chế nghe mới hay. Đa số là mờ cài chế không lên phòng. Thì biết là nó chế nó đổi chế rồi nhưng mà chế gì gạt luôn á. Chế gạt luôn á. Ừ. Chế là chế chơi sao không biết. Không biết hả? À. Ừ. Không mấy gì ra đây hả? Ừ chơi luôn cũng được. Không biết. Thì nó lô tô rồi. Lô tô rồi đó. Ừ, thôi lô tô mới. Cờ ra có mấy đó hả? Ôi cái đó là mấy ngày Tết nghe mới vui, còn giờ hết vui rồi. Ca cổ rồi. Đúng rồi. Cái giọng này ca cổ hay nhưng mà. Ừ. Ừ, thiệt. Rất là lâu rồi mới nghe được em ca lại đó mà. Thế hả? Ừ, trời ơi. Nên vậy thôi ca cho nó nghe mời nó đi. Ừ. Mà, được nghiệp em. Mà mơ phải nói rõ luôn là em ca xong rồi tới anh. Đó. Ừ, anh ca rồi tới em. Rồi giờ em ca đi. Em ca rồi tới anh. Ừ. Nhưng mà anh ca, em ca ca không ai giống ai. Đúng. Vậy ai giống ai được. Anh khúc em khúc hồi gấp lại thành khúc dài. Ừ. Ừ. Ca trước đi. Ca bài gì? Anh ca bản gì anh ca? Anh ca bản gì em ca? Anh không có thuộc lời. Chơi lối. Lối gì không có hát lối được. Không nói gì sao không ca hả chị? Ừ, lối ca không được. Trời ơi, thâu luôn. Thôi bây giờ này hai người cãi hoài hỏi. Ông kiểu muốn tức không ca bây giờ. Điểm Nha Trang lời phiên này anh bực bội có ca là cái lời vui tiếng hát không à mà. Trời bự quá trời ha. Ê. Cái giò gì bự? Dạ.